Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Trung Lê TV du lịch tại nhà La Ca xứ Mỹ. Thì các bạn thấy là Trung đang đứng tại một cái dealer xe Toyota Passport. Thì hôm nay một bạn Trung nó có nhu cầu đi mua một chiếc xe, thì nhân tiện Trung dắt nó đi kiếm một chiếc xe cũ. Thì nhân tiện cũng làm một cái video để chia sẻ với các bạn một những cái trải nghiệm đi mua xe ở Mỹ như thế nào ha. Thì bây giờ Trung sẽ dắt các bạn vô, mình đi vòng vòng, mình review những cái xe cũ, xe mới như thế nào. Ok, let's go. Ok các bạn, thì chiếc đầu tiên, chiếc này chiếc xe cũ nha các bạn. Mà chiếc này là chiếc Certified New Vehicle. Đó, ok. Chiếc này là chiếc Highlander. Chiếc này chiếc Highlander nha các bạn. Chiếc này là chiếc Highlander Passport dòng SLE All You Cry. Ok, để coi coi. Chiếc này nó bán nhiêu đây ta? Chiếc này là năm 2019 các bạn. Nó bán giá là ba mấy ngàn hả? Nó không có giá các bạn ơi. Mà nó là 59.708. Ok, cái này nó có cái barcode nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Đây là cái barcode, thì mình dùng điện thoại mình scan, thì thằng bạn mình nó scan xong thì nó ra cái giá này các bạn. Đó, 35.000. Để mình vô đây coi có gì không ta. Nhìn cũng hơi bị chày chỗ này nè các bạn. Đó. Ghế da đồ. Các bạn thấy bây giờ giá mua xe bây giờ mua rất là mắc các bạn. Một chiếc xe cũ bây giờ nhiều lúc nó bằng chiếc xe mới luôn các bạn. Chiếc này là chiếc Certified nha các bạn. Có nghĩa là được chứng nhận bởi Toyota đó. Ok, ở đây có một cái chiếc nữa, cũng là Highlander luôn, mà cái dòng này là dòng limited đó các bạn. Dòng này dòng limited luôn. Cái này chiếc này dữ hơn. Chiếc này nó dữ hơn. Chiếc này thì nó có camera 360 luôn nè. Là mấy cái sensor là 360 độ luôn á. Đấy, chiếc này sao đây? Chiếc này là năm 2016 Highlander Limited, chạy được 60.000 mile rồi các bạn, hơn 60.000 mile rồi.
chiếc này body cũng đẹp chứ ha, các bạn thấy sao, body cũng ok đó. Nhưng mà chiếc này năm 2016, 6 năm rồi các bạn. 6 năm rồi. Ok, bây giờ mình đi coi tiếp này. Salesman? Yeah, we need that. Salesman. We're looking for a U car. You have something like good one? You said a. The U one? The U car. A new used, car? Used mm-hmm. or new? Used. Used car. Mm-hmm. What type of car are you looking for? We're looking for a Toyota or a Lexus. Do you have some? Mm-hmm. Okay. Pre-owned cars are going to be right out front right here. Okay. What type of Lexus are you looking for? Let me ask him. He the one to looking for a car, and not me. Okay. Yeah, thank you. Các bạn biết không, đây gặp một cái anh chàng, người ta gọi sao ta? Mấy anh chàng này giống như là làm việc ở đây, gọi là cọ xe các bạn. Người ta sẽ giới thiệu cho mình. Thì ảnh bạn chung thì hôm nay đi kiếm một chiếc xe cũ hiệu Lexus. Thì bây giờ ảnh dắt mình đi để mình coi cái xe. Ok, bây giờ mình cùng đi coi mấy cái xe nha. Ok. Right there. So all used. We got four RXs right here. Oh. Then we have a ES350 and a GS. Ok. That's all you have right here? Yes. Ok, can I take a look? Bây giờ mình coi đi, mình coi xong bắt đầu có chiếc nào các bạn, cái chiếc nào mà mình thấy mình thích á, mình vô kêu anh ta, mình có thể chạy thử luôn. Thì cái vấn đề chạy thử ở Mỹ thì rất là bình thường các bạn, không có gì. Ok, rồi, đây là chiếc Lexus SR350 nha các bạn. Đó, có sensor 360 luôn, đầy đủ luôn. À, các bạn biết ở đây á, là nếu mà... Các bạn biết Carmax đúng không? Carmax thì nó đề giá hẳn lên chiếc xe luôn. Còn ở đây thì người ta có cái ba code để mình gọi là sao ta? Để mình scan lên mình biết giá. Chiếc này màu đen các bạn. Nhìn cũng khá là đẹp nhưng mà chung thì chung không thích màu đen lắm. Tại vì nó không hợp phong thủy. Đó, đây là thằng bạn chung đi kiếm xe đó. Ok, chiếc này là chiếc... Lexus SR350 2019 chạy được 57.938 mao rồi, có nghĩa là gần 80.000 mao rồi, 60.000, 58.000 mao rồi. Nói chung là đồ chơi là cũng đầy đủ. Khi mà chung ken lên á thì cái giá nó nè các bạn. Đó, cái giá của nó là 37.349. Cái là giá này chưa thuế nha các bạn, chưa thuế, chưa phí đồ này nữa. Oh. Này nó chưa có mở, sao không cho mở ra. Ok, bây giờ mình đi thêm cái chiếc tiếp theo. Chiếc này có vẻ ok hơn nè. Cũng là SR350 luôn các bạn. SR350. RX, đúng rồi, sao kêu đọc SR hoài ta. Chiếc này là RX350. Đợi nhiêu đây? Ô, nhà này nhìn ngầu hơn mà sao lại là đời 2018 ta? Đời 2018 các bạn. Chạy được là 55.000 mao. Cho em mở cái luôn. Không. Mấy dòng cao cấp này nó không cho mở. Khi mà ken giá lên thì cái giá này bao nhiêu đây? Để coi coi, bạn chung nói. À 36.882, chắc cái này chắc option nhiều hơn rồi. Cái này chắc option nhiều hơn ở trong rồi. Ở trong nhìn rất là đẹp. Ghế da rồi này nọ luôn. Ok, mình đi coi dòng khác đi. Nó có 3 chiếc RX350 luôn các bạn. 3 chiếc RX350 luôn. Chiếc này chiếc màu xanh ngọc. Ở khu vực này á, dealer nhiều lắm nha các bạn. Ở khu vực này rất là nhiều luôn. Nissan ở bên kia đường rồi các bạn. Nissan nè. Rồi Mazda bên kia.
Đó, ở đây là Mazda nè, còn ở đây là Nissan. Đó. Rồi đây lại thêm một chiếc Highlander nữa các bạn, XLE. Ở đây được bị cái là nó không có đề giá đúng không ạ? Nó công mình phải ken cái ba cốt rồi mới có giá. Phiền phức quá. Ở Kmart các bạn, ở Kmart thì các bạn nó có giá sẵn cho nó luôn. Nhưng mà Kmart thì bây giờ giá xe nó khá cao. Bây giờ chính phủ Mỹ các bạn biết không, nó đang khuyến khích người dân đi mua xe điện các bạn. Nhưng mà giờ mua xe điện cũng chỉ mua xe diesel thôi, chứ xe mới là các bạn phải reorder rất là lâu, có nhiều người lên tới cả năm chưa thấy xe đâu. Okay. Cách đây hơn năm là xe nhiều lắm các bạn, đi ra đầy dãy luôn. Giờ cũng ít lựa chọn. Đây là, đây là mấy cái chiếc xe Camry nè các bạn, cũng là xe diesel luôn. Camry nè. Camry. Ồ, đây là Lexus. Lexus. Đây, đây. Chiếc này là chiếc Lexus. Hình chuẩn Sport. À, này nè các bạn. Lexus GS350. Trời ơi, chạy được 69.938 mao rồi. 70.000 mao rồi các bạn. Nó bán bao nhiêu đây các bạn thấy không? Cái này phải ken nè. Ê Tùng, ra thử ken cái này nhiêu Tùng. Trời, hai đời chủ ơi. Chiếc này hai đời chủ rồi nè. Nó đề luôn nè các bạn, hai đời chủ rồi. Đó, các bạn thấy không? Nó đề hai đời chủ nè. Đó. Vi xích luôn. Để chung ken coi nó là bao nhiêu tiền nha. À, nó là 29.000 các bạn. 29.000, quá mắc luôn. Chiếc này 29.000 ai mua. Quá mắc luôn. Mà đâu có đẹp lắm đâu các bạn. À, nhìn thấy không? Có thì đâu có đẹp lắm, không biết lên hình nó có đẹp không. Nhìn là thấy chung là chung không thích đâu. Ok, còn đây là chiếc đây thêm chiếc nữa. Chiếc Lexus ES350 nè các bạn. À, bây giờ mình vô mình coi coi cái này nó. Ồ, đây nè các bạn. Để chung zoom gần lại cho các bạn coi. Đó, chiếc này là chiếc 2018 Lexus ES350. Chạy được 44.342 mao rồi. Rồi máy là vi xích luôn nha các bạn. Là chạy là cũng ok lắm á. Nhưng mà cái này để ke scan coi nó là bao nhiêu tiền ha. Ken thử coi đâu. Chắc cỡ đó. Các bạn thấy không? Giờ mua chiếc xe cũ bằng giống như giá bằng chiếc xe mới mẹ nè. Thiệt tình. Cũng đoán đúng luôn đúng không? 30.800. Chưa thuế má gì đó. Thuế má vô outdoor chắc cũng khoảng cỡ tầm 34-35. Rồi đây là một chiếc mới nữa. Để coi cái chiếc này là chiếc gì đây. Nhìn nhìn cũng đẹp đấy ha. Ok. Ok, chiếc này là chiếc CXO các bạn. Dòng XLE. Ô này chiếc... cái này chiếc hình như chiếc mới mà đúng không? Mới mà. Đâu đèn mau đâu. Này chiếc mới mà. Cái này là... nó đề giá luôn đó các bạn. 25.657. Là chưa có thuế đâu này nọ. Chưa có thuế.
Ồ, oh, có rồi chứ. Delivery, processing, handling free nè. Đúng rồi, 25 ngàn nè. Ồ, oh, nhìn ngầu các bạn. Nhìn chiếc này cũng ngầu các bạn. Ồ, oh, xe, ghế, đồ y như xe đua nè các bạn. Nhưng mà được bị cái là nó ghế, ghế là ghế nỉ nha. Ghế nỉ nha. Ghế nỉ nha. Ghế nỉ. Đó, này chiếc mới các bạn, không phải nhiêu đâu. Nhìn cũng khá là ấn tượng. Ừ, chiếc mới 2022. Ồ, chiếc này chiếc mới. Nhưng mà xe này không có sensor 360 nha. Là CSO. Để mở ra đây. Ồ, nhìn nó cũng rộng rãi nữa ha. Các bạn thấy sao các bạn? Rộng rãi á. Nhưng mà thực sự là Trung không có thích cái xe mà ghế ghế nỉ vậy nè các bạn. Ghế nỉ vậy nó bụi lắm, nhiều lúc xe nó dơ khó chùi rửa, khó đi thấp. Thấy không? Cái xe của nó đã. Ok, cũng được, 25 ngàn cũng ok á. Ok các bạn, à, thằng bạn của Trung nó chấm được chiếc Classic. Không, bây giờ mình sẽ đi vô mình kêu cái anh chàng nãy ra, không, rồi mình chạy thử nha các bạn. Ok, let's go. Ok, he want to try the Classic. Cái này là cái gì ta? It's 350. The black one right there. Mày muốn xài cái lái cái nào? Cái black nào? Black bên ngoài bên nào? The second the, cái ngoài cùng hả? 2019. The I think the outside. On the left side. Yeah, yeah. Let me get the stock number. Okay. Thank you. You're welcome. Ok, giờ anh chàng này anh ra nè để cho mình coi cái xe. Đúng không? Mình coi cái dàn máy nó làm sao. Nhìn máy thì các bạn thấy nó cũng khá là sạch sẽ các bạn, đúng không? Dàn máy nhìn rất sạch sẽ đó. Ok, bây giờ mình chạy thử nha. Ok, can we drive, can I drive? Yeah. Ok. Mới có 36 vào chung. Đâu có 36 đâu. 360 là mày phải nhìn cái bên này nó phải có cái camera kìa. Ok, bây giờ mình được chạy thử cái xe này nha các bạn. Thì bây giờ chạy chạy theo nó chỉ thôi các bạn. Ok, turn the left. We go to the right. To the right. Mình thích cái màn hình nè. Màn hình đẹp quá. Đây sao? Cái giọt ha. Ừ. Chiếc này chạy có vẻ rất là đã đó các bạn. Bạn mình nó kết rồi các bạn, nhưng vấn đề giờ là giá cả như thế nào thôi. Đúng không? Giá cả như thế nào, giá cũng quan trọng mà. Giờ kinh tế xuống quá, kiếm tiền cũng khó nữa, cho nên không? Trả nhiều trả, nhưng mà Trung nghĩ là giờ trả khó lắm các bạn. Bởi vì giờ xe cộ nó khan hiếm á, cho nên không biết là có trả giá được không, để nó coi.
Ok, vậy là chạy được vòng rồi các bạn. Chạy được một vòng rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong office của họ để nói về giá cả. Nói chung là bây giờ là thấy chạy thấy nó ok rồi đó, nhưng mà vấn đề là mình điêu giá như thế nào thôi. Bây giờ các bạn theo chân Trung đi vô nha. Ok các bạn, bây giờ mình đi vô nha. Đi vô mình trả giá đi. Cái gì chứ, trả giá mình giỡn rồi. Vô nhưng mà ok, thằng bạn mình nó thích chiếc này quá. Thì để coi coi, ok giờ giá là 37.000 các bạn. Giờ mình trả giá 37.000 outdoor nha. Ok, đi vô. Let me talk to Mike. Mm-hmm. What's that? Oh, right there. Thank you, sir. Yes, sir. Hi. Can you check, you know, like the engine, and we know the price, and if good, we come back. You know, like we just live like 25 minutes away from here, so it's very easy. If we have a good deal, okay, we buy today. Well, the price is going to be the price plus your taxes tags. No promotion or something like that? No. You see how empty the lot is? Yeah, we can't do any promotions because everybody's short on cars nationwide. Oh, okay. And okay, and so, you know, like how much total out the door? Okay. How, you know, like what the best deal you can do for us? And this, everything on your license is current? Yeah. Okay. Y'all want to water anything? May I have a Coke? Do you have Coke? Coke? Uh-huh. Water, that's fine. Okay. Never mind. You want a water? Các bạn thấy không? Có nghĩa là bây giờ là coi như là không có một cái chương trình giảm giá promotion nào hết. Thì bây giờ cái giá của nó là 37.300. Chưa thuế, nói chung là chưa phí luôn. Chúng nghĩ là nếu mà chiếc này 37.300 outdoor chắc cũng lèm bèm 40 các bạn. 40 thì cũng hơi chua các bạn. Thì bạn mình cũng không giàu lắm, tại vì nó chơi với mình thì sao giàu được, đúng không bạn? Ha, bây giờ đang đợi đó, có thằng nó đang live stream các bạn, nó đang cà khịa chung á. Thằng đó cũng làm bạn chung, nó ở Ohio, nó tên là Tí Bóng các bạn. Nó lên tên là Tí Bóng, nó đang cà khịa chung đó nè, cái mặt nó nè đó, cái mặt đó các bạn, đó các bạn nhớ mặt nó nha các bạn. Ví dụ như mà chung mà thiếu nợ gì các bạn cứ tới kiếm gặp nó, tên là Bùi Tuấn Hoa các bạn, ở Ohio, chủ neo các bạn, đó nè, nhìn mặt nó thế, chủ neo đó. Ok các bạn, đợi cái nó làm giá lâu quá thì mình đi coi chút xíu về mấy cái xe đây nha. Chiếc Prius nè các bạn, mấy chiếc này là chiếc hybrid. Xe quá hiếm luôn các bạn, vắng teo các bạn thấy không, rất là vắng luôn. Ở đây có một chiếc xe Lexus View nè các bạn, rất là nhìn nó màu giống như màu gold vậy. 53.773, bây giờ còn là 37.800, 43. Còn chiếc này nhìn ngầu nè, tự vô coi đây. Chiếc này cái gì đây? Wow, chiếc này nhìn ngầu nè. Wow, chiếc này nhiều hơn chiếc nãy nè. Cũng là S350 đúng không ạ? Bây giờ mình chui vô mình coi nha. Chui vô mình coi coi nó giữ cỡ nào các bạn. Nó lắc rồi. Wow, chiếc này đẹp hơn đó. Chiếc này đẹp hơn các bạn ơi. Kêu bạn mình. Nó chiếc này cũng là 37.000 luôn rồi. Chiếc này nếu mà so ra mấy chiếc đen hồi nãy các bạn, chiếc này là ok hơn các bạn hả? Bạn thấy sao?
37.8, hơn có 500 mà. Ok, đợi tí nữa chúng nói mà chúng mua chiếc này. Ok các bạn, như vậy là có vẻ như là mình tới đây mình không có mua được xe rồi. Tại vì cái thứ nhất là giá xe rất là mắc, trên 40 ngàn rồi các bạn, 40 ngàn mấy trăm lận. Thì nó hơi bị quá cái túi tiền của thằng bạn Trung đúng không? Thì ok, thì tới đây thì Trung cũng xin kết thúc cái video này ở đây. Thì để một cái dịp khác Trung sẽ đi dắt nó tới đi một cái chợ xe cũ gọi là Kha Mát á. Cái chỗ đó thì nó lớn hơn chỗ này chút xíu. Thì cũng cảm ơn các bạn đã bỏ ra ít thời giờ để coi cái video này của Trung. Thì nếu mà các bạn thích á, thì cho Trung một like và share cái video này cho mọi người biết. Còn nếu mà các bạn nào mà đây là lần đầu tiên các bạn tới cái kênh của Trung á, thì hãy đăng ký kênh của Trung và nhấn cái nút tất cả để mỗi lần mà Trung có video mới thì các bạn có thể theo dõi được Trung ha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.